tiếp tục lại về bổi VIP cho anh em ơi. Thật sự thì hôm qua em lên con bổi anh em gọi cháy máy luôn anh em ạ. Thì mùa này thì em đã lên clip báo anh em rồi đấy. Hiện tại nó đang là mùa để anh em săn bổi về anh em chăm vụ lông thì quá là tuyệt vời luôn anh em ạ. Cái thời điểm mà nuôi bổi chuẩn nhất trong năm luôn anh em ơi. Này em đi cả buổi sáng tuyển được duy nhất một con bổi này. Mấy hôm nay thì chủ yếu là em Tuấn tập trung tuyển bổi cho anh em thôi. Con bổi này chim cũng được một tháng lồng anh em nhé. Con này thì nó là con gọi là cọp trong chuồng của người ta rồi. Người ta đẻ thứ nhất là người ta nuôi nó trong chuồng nó phải chục con, nó hơi bẩn anh em ạ, người ta không cho tắm nữa, anh em nhìn nồng nàn nó khiếp không. Xong là lúc em bắt thì không có gì đựng cho vào hộp đựng để mang về anh em ạ. Hôm nay thì bắt con này cũng khá là xa. Nói chung là chim nó cũng cuối vụ lông rồi nên là lông lá nó sẽ không còn sạch đẹp được anh em ạ. Con này thì nó là con chim lông lá nó hơi bẩn một chút anh em ạ. Anh em nhìn là biết rồi. Nói chung là bắt chim của dân mà anh em. Bổi em tuyển cũng tuyển từ thợ bẫy luôn nên anh em khỏi lo về chất anh em nhé. Con này nết cầu với các thứ cực kỳ nhanh, cực kỳ nhạy xòe luôn anh em ạ. Con này thì cực kỳ nhạy bung xòe, yếm với các thứ sâu đậm anh em nhé. Mặt dữ lắm. Con này anh em để ý cái mặt nó có hơi sứt sứt ở dưới cái đoạn mà một bên má bên này và một bên má bên kia là do cái con này nó ở trong chuồng nó đánh nhau suốt ngày luôn anh em ạ. Lúc em đến nó cũng đánh nhau chí chuét nên là nó hơi bị sứt lông một chút anh em nhé. Còn lông lá anh em nhìn nó hơi bẩn bẩn một chút thì nói chung là người ta nuôi nó bẩn này, xong rồi cho ăn đu đủ rồi dưa dưa thứ nó bẩn dã man luôn anh em ạ. Về thì em cũng quay clip luôn cho anh em, chưa kịp tắm rửa gì anh em nhé. Con này thì anh em phải tắm rửa nhìn trông nó mới đẹp rồi anh em ạ. Bây giờ thật ra bây giờ cũng tầm cuối vụ lông rồi, lông nó sẽ không được đẹp nữa anh em nhé. Nói chung về anh em gột cái bộ lông này nó ra thì anh em tuyệt vời luôn anh em ạ. Thật sự cái buổi tầm này thì anh em chỉ quan tâm đến lá gan này hay là con chim nó có tố chất hay không thôi, chứ đừng quan tâm đến bộ lông của nó anh em ạ. Vì con chim lông lá đến tầm mùa giờ nó là già lông lắm rồi, cả một năm rồi mà anh em, nên là mình cũng chẳng thể đòi hỏi là lông nó phải sạch thì đẹp rồi anh em ạ. Con chim này thì mào đinh gốc mào dày anh em nhé. Nói chung là hình bộ rất là niền nạc anh em ạ. Thật sự thì đi cả ngày tuyển cho anh em một con này gọi là đúng được duy nhất một con này. Đi tất cả vào đến 4 nhà ông thợ thì phải xem tổng cộng đến tầm hơn 50 con. Mỗi nhà có nhà tầm hơn 10 con, có nhà thì gần chục con. Đi 4 thợ anh em ạ. Mà tuyển được duy nhất một con này thôi anh em ơi. Con chim này thì cực kỳ già rừng nhá, chân khô mốc cả lên luôn anh em ạ. Rất là giữ chim luôn. Hai chân cao cầu, thoáng chim anh em ạ. Nói chung là con này thì cũng không có điểm chê. Bộ phông phao câu cũng nở luôn anh em nhé. Rất là giữ luôn. Yếm nghĩa các thứ rất là đẹp anh em ạ. Con này thì em Tuấn Hải Dương Zalo anh em 1950 anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích thì anh em cứ alo cho em Tuấn Hải Dương. Rất là giữ chim luôn. Đuổi đánh khiếp luôn anh em ạ. Anh em nào đang cần tìm bổi gột thì anh em cứ alo luôn cho em Tuấn nhá. Nói chung là thật sự thì kể cả chim bổi hay là chim có mùa cà phê thứ thì lúc nào em Tuấn cái số lượng nó rất là ít anh em ạ. Chủ yếu là em Tuấn sẽ làm về cái chất lượng hơn anh em nhé. Còn là em ấy không muốn làm về quay bóng bộ hay là chỉ tuyển mình quay clip qua, mình không tuyển kỹ cho anh em ấy, không test kỹ cho anh em đâu anh em ạ. Nên là số lượng nó sẽ hơi ít anh em ạ. Thật sự nếu mà để chỉ quay bóng bộ hay là test thái độ nó gọi là lổ rộng tí thì rất là nhiều anh em ạ. Một ngày em Tuấn có thể lên được chục con anh em ạ. Nhưng mà với em Tuấn thì cứ lúc nào cũng sẽ ưu tiên cái chất lượng lên hàng đầu anh em ạ. Nên là thành ra cái số lượng nó cực kỳ ít anh em nhé. Nói chung là anh em cứ theo dõi kênh của em Tuấn từ trước đến nay này anh em biết, không bao giờ em Tuấn làm số lượng anh em ạ. Chỉ làm những con chất lượng thôi anh em ơi. Giá cả thì lúc nào cũng là hợp lý nhất cho anh em rồi. Còn tố chất thì lúc nào cũng sẽ có thừa anh em nhé. Thứ nhất là lá gan rất là tốt mà con chim chạy cầu cũng cực kỳ ok luôn anh em ạ. Thật sự em quay clip nó cũng rất là dài. Và thôi để nó ngắn ngắn anh em xem nó vừa phải thôi anh em ạ. Chứ xem nhiều quá cũng chán.
Anh em xem clip thì nhớ cho em Tuấn chỉ một like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Hải Dương nhé. Sợ thì em Tuấn cảm ơn anh em rất là nhiều đã ủng hộ em Tuấn, cứ lên con là ủng hộ hết luôn thì thật sự rất là vui. Nói chung là nó là một phần nào đó bỏ cái công mình đi tuyển anh em ạ. Anh em mình quả yếm hay lúc có xù dựng bộ lên nhá. Con này ấy là con chim lết đánh nó, khi mà nó đuổi đánh là nó hay xù dựng bộ lên anh em nhá. Anh em nhìn là biết rồi, cặp chân song song luôn. Đây anh em nhìn chuẩn cặp chân song song chưa, vai ngực nở cánh gà tre hầu bò rồi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá.